Bây giờ ở chùa thầy, bây giờ kể chùa thầy, ma là ma đề nghe, không phải đơn giản đâu. Cái anh này đã chạy xe thồ mà cướp cái cô giáo đó 4 cây vàng đánh số đề, thì cảnh sát nó bắt, nó đem nó nhốt 2 năm, nó đem rồi nó xử bắn. Thì khi mà xử bắn rồi đó thì cái dân ở chợ Bà Rịa thầy đó mới kéo vô trong cái chỗ mà xử bắn cái tử tù, mới cầu số đề. Thì cái anh này á, nhà ở sau chùa thầy đó, đi vô đó để cầu số đề mà giấy trúng đề đó, thì cúng con vịt quay nhưng mà không có cúng, trúng ít thôi chứ không nhiều lắm, không có cúng. Thì bắt đầu á là thua, lại thua nhiều tiền lắm. Thì khi mà cái anh chủ đề đó, anh nói mày thiếu nợ tao nhiều quá, mày không thanh toán tao kêu xã hội đen thanh toán mày. À, thì cái quan hồn mà xử bắn đó nó đem cái anh này nổi dấu, ảnh làm bốc xếp ở chợ Bà Rịa đó nè, cải rau Đà Lạt nó đem về đó, thì ảnh khuân vác người ta trả tiền ảnh. Nhưng mà tại sao mấy vừa rồi ra đem về tiền ít quá, bà vợ bà cằn nhằn bà nói chứ làm rồi cho ai, là tại sao ngày mấy ngày trước đem tiền về bao nhiêu đó mà bữa nay đem tiền về bao nhiêu đó, làm sao mà vợ hai đứa con hai vợ chồng mà sống đủ. Bà vợ bà cằn nhằn bà càm ràm. À, thế đây cái anh chồng đó, thì cái dòng linh mà bị sự bắn nó nhập vô, nó đem nó giấu. Bây giờ về bà vợ bà càm ràm bà mắng giết rồi nè, cho nên ảnh mới hành hung với bà vợ, xách ra bà vừa bà vợ. Thì lúc 12 giờ trưa mà quý vị biết ở trong xóm thầy nó kéo về chùa thầy cả 100 người rồi, cả 100 người rồi. Thì cái con vợ nó chung vô cầu thang nó trốn. Thì cái anh chồng mà cái người xử bắn nhập vô đó, vô thầy thầy để ngồi xuống đừng có la, vô chùa đừng có la, cái gì nói đừng có la, anh ngồi xuống. Nhưng mà cái đặc biệt quý vị biết con mắt của anh lúc đó là không có tròng trắng, không có tròng tròng đen, mà tròng đỏ không, hai con mắt nó đỏ ngầu. Còn cái tóc nó dựng đứng lên giống như mình lấy cây tăm mà mình cắm cắm xuống vậy đó. Ngồi xuống đất đó, anh mới kể cho thầy nghe, anh kể hết rồi nghe, quánh số đề. À, bây giờ thua quá đi thì cái anh chủ đề mới nói là mày không chung tiền cho tao, tao kêu xã hội đen mày giúp mày. À, cho nên con thấy tội nghiệp quá, con dẫn con đi giấu. Cái tâm linh nó nói con thấy tội nghiệp, con dẫn cái xác này đi giấu, thì đâu có tiền đi bốc xếp, đâu có mới đem tiền về cho bà vợ chút đỉnh gì đâu. Bà vợ bà cầm ra bà mắng bà chửi, con tức con nói đồ ngu, là ta đem ta giấu cho để nó xã hội đen nó hành hung mà không biết là chửi bới nữa. Thầy nói thôi cái chuyện đó thế gian người ta không có biết, bây giờ thầy xin đừng có nóng giận, đừng có nóng giận nữa. Bây giờ cái số tiền đó, cái xác này nó thiếu nợ bao bao nhiêu để thầy nói gia đình nó trả. Bây giờ gia đình ta yêu cầu đó, còn làm sao cái xác này đừng có đánh số đề nữa, chứ không thì tội nghiệp quá, đã nghèo rồi mà chơi số đề nữa là chết. À, cái tâm linh đó nó, sư phụ lấy cây kim á, lấy chỉ quấn cái đầu cây kim rồi châm 10 cái đầu ngón tay rồi nặn máu ra, chấm lên cái tờ giấy trắng hai cái bàn tay, xong rồi đốt giấy đó bỏ vô nước cho nó uống, nó không có đánh nữa. Thầy nói thôi được, thầy nói mấy cô lấy kim lấy chỉ lên quấn cái kim rồi chích mấy đầu ngón tay nặn máu, lấy 2 tờ giấy trắng chấm xuống rồi đốt cho nó uống xong, bây giờ không đánh nữa, không đánh nữa. À, xong rồi nói sư phụ ơi may lắm, con mời sư phụ
ra nhà con chơi, hỏi nhà con ở đâu cái chỗ mà xử bắn đó. Thì may đó, nó chở thầy ra chỗ đó, thì cái cây thánh giá nó cắm đó, rồi ở dưới cái gốc cây thánh giá, nào là mì gói, nào thuốc lá, nào bánh ngọt rồi đó, để lung tung. Thầy hỏi thì ở đâu chứ, họ đi xin số đề họ cúng đó sư phụ, họ đi xin số đề họ cúng đó đó. À, rồi ngoài cái đường đi vô trong cái chỗ xử bắn đó, có một cái hàng cây, cái nó đi ngang nó hỏi sư phụ biết sao mà ta đem quần áo cũ ta treo lên cây, mấy cái cây đó không? Thầy nói ai biết đâu, chuyện trong núi trong non ai biết đâu. Con đó, mấy người đi xin số đề con nhát, cho nên họ sợ ma, họ lấy quần áo cũ họ treo lên đó, họ sợ ma đó, con làm đó sư phụ. Trời đất ơi, mày chơi cái gì kỳ cục vậy? Nó kể cho thầy nghe, nó là có chừng về đó, nghe nó nói sư phụ ơi, cho con uống rượu bữa nay, mai con quy y, sư phụ không có cho uống rượu. À, thằng anh nó, thằng anh nó chở thầy, nó này đi chiếc xe gắn máy, thằng anh nó chở thầy. Thì ba thầy trò vô cái quán đó, thằng anh nó mới lấy cái ly, mới kêu cho nó một ly rượu. Một thùng 3 lít uống hết. 3 lít rượu đế uống hết, lấy cái bát mà ăn phở đó uống cho ông thầy uống cái ly nữa. Thằng anh nó trời ơi mày uống cái gì nó ma quỷ uống uống vô cái mặt. Ngày mai thầy quy y không uống nữa. Ngày mai sư phụ quy y không có uống cho uống rượu nữa, bữa nay cho uống rượu một bữa thôi. Thì thằng anh nó tưởng đọc gian bình thường, thì một người uống một ly rượu trắng rượu đế mà lấy cái ly nó mua chút xíu thôi, thì nó chỉ cái thùng đó, lấy cái thùng nó lấy cái tô mà ăn phở đó nó đổ rồi uống hết. Thầy đứng đó thầy hết hồn luôn, chấm dứt. Thầy về thầy quy y rồi là không có uống rượu nữa, không vấn đề nào. Tới bây giờ nó nuôi hai thằng con nó học đại học bình thường, chấm máu 5 cái ngón tay này rồi in vô cái tờ giấy đó, rồi đốt 2 cái tờ giấy đó, cho nó uống là nó không có đánh số đề được. Mà cái tâm linh nó chỉ cho ai mà biết, thầy nói chắc nha, chứ bây giờ gia đình nó nghèo lắm, ba mẹ nó già, nó làm nó phải nuôi ba mẹ nó, mà bây giờ hai đứa con nó còn ăn còn học mà nó đánh số đề kiểu đó thì nhà nó nghèo làm sao, không có cho đánh nữa nha. Hứa đàng hoàng cho tới bây giờ là không có đánh số đề nữa, làm ăn đàng hoàng, nuôi hai thằng con trai đó học đại học đàng hoàng ở sau chùa thầy. Rồi tiếp theo thì cái nhà này đó là mấy ông cách mạng đào cái hầm ở trong này. Khi chiêu hồi nó ra nó chỉ đó, thì lính quốc gia họ vô họ mới kêu đầu hàng. Là mấy ông trong cái hầm không có đầu hàng, nó liền cái đầu đạn vô đó, là 6 ông trong cái hầm đã chết hết. Bây giờ nó bắt cái 2 vợ chồng cái ông chủ nhà này, nó bỏ tù nhà chứa Việt Cộng. Sau đó thì hai ông bà ra tù rồi mới lên Ba Mê Thuột lập nghiệp trồng cà phê. Cái nhà đó bỏ, cái nhà đó bỏ hôm nay rồi hết. À, thì ở trong xóm đó đó họ mới nghe là 30 giờ rằm hai cái ngày đó, thì họ nghe có cái tiếng hát mà của quân giải phóng người ta hát ở trong cái nhà đó. Họ sợ họ lập cái miếu, bây giờ trong cái làng đó họ lập cái miếu để họ thờ mấy ông liệt sĩ đó, vì họ nghe là mấy ông hát nhạc giải phóng mà họ biết là 6 cái ông chết trong cái hầm đó. Bây giờ đó họ về họ hát. Thì mỗi năm đó ở làng này người ta làm cái lễ cầu siêu, thì hai vợ chồng cái ông chủ nhà ở Ba Mê Thuột nó về đó dự cái lễ đó. Thì cái năm đó bị là cúng chiến sĩ họ làm heo, đâu có cúng chay đâu. Thì hôm đó họ làm con heo chết rồi thì họ để đó, họ đi nấu nước sôi để họ tiếp tục họ làm. Con heo nó bỏ nó đi mất rồi, nó trao ra ngoài cái đám cây sau, nó nằm ở ngoài đó. Thì cái ông này đổ thừa cái ông kia, ông A đổ thừa ông B, đổ thừa qua đổ thừa lại mà không biết lý do sao con heo nó mất, cãi nhau hả. Thì mấy cái ông liệt sĩ đó mới nhập cho cái bà chủ nhà đó, nhập vô bà chủ nhà rồi mới nói là anh em chúng tôi ở đây đó là phù hộ cho dân làng ở đây, cành nông nó bắn mà không có trúng nhà ai hết, mà không có ăn heo
mà năm nào cũng cúng hết, tụi tôi giấu, họ xác nhận họ giấu. À, thôi bây giờ đó là mỗi năm làm kỷ niệm thì cứ làm, nhưng mà làm chay thôi chứ không có sát sanh, không có làm heo. Bây giờ họ mới ra ngoài đó, họ mới giác con heo vô. Con heo nó chết rồi mà nó nằm ở ngoài cái bụi cây ngoài đó, giấu ngoài đó. Họ đem con heo vô họ mới bỏ. Bây giờ bắt đầu nấu sôi chè mới lên viện Hải Đức, mời chư tăng xuống tụng kinh. Thầy với quý thầy xuống đó tụng một bộ kinh Địa Tạng. Rồi mấy hôm sau cúng chay đàng hoàng, không có dám cúng ăn nữa. Là mấy ông liệt sĩ ông không chịu. Ông nói là chúng tôi ở đây, chúng tôi phù hộ cho cái làng này, cái xóm này, mà chúng tôi không có ăn, mà sát sanh không có ăn. Cho nên từ đó tới sau mỗi năm cứ hãy 16 tháng giêng là Phật tử họ lên viện Hải Đức, họ mời chư tăng xuống tụng kinh, rồi cúng chay, cúng xôi, cúng chè, cúng cơm rồi về đó, chứ không có làm heo nữa. Ở Nha Trang có 3 việc đó mới về. Ở Quảng Trị thì kể ở Quảng Trị quý vị nghe, là cái nhà máy gián ép lớn nhất ở miền Trung, 360 công nhân là ở cầu Ái Tử. Cái nhà máy gián ép này lớn nhất ở miền Trung. Thì có cái anh này, ảnh coi cái xưởng máy đó, ảnh leo lên cao mặc cái áo khoác, nhưng mà ảnh quên kéo cái dây kéo, bất cẩn, cho nên gió nó cuốn cái máy nó cắt cái đầu ảnh nửa vậy, máu nó rơi xuống đầy hết cái xưởng máy đó hết, ảnh chết. Thì bây giờ anh em ở trong cái xưởng máy nó không dám vô cái chỗ đó để làm, nói cái ấn tượng cái máu ở trên mà rơi xuống đó họ sợ quá. Còn cái bà già đó, mẹ của anh á, thì anh đổ thừa là bạn bè nó chơi xấu, nó hại nó giết nó. Bây giờ cái ông giám đốc đó, ổng như đứng trên cái đống lửa vậy, không biết. Hai cái áp lực, bây giờ nhân viên trong cái xưởng máy không dám vô làm. Hai cái bà già đó thì ảnh đổ thừa anh em nó chơi xấu, giết nó, hại nó. Ảnh lúng túng không biết giải quyết sao hết. Thì ở Sài Gòn cái anh Phật tử thầy đó là đi ra đó mua gián ép đó về, lái buôn mà mua gián ép đó về. Thì ông giám đốc này mới tâm sự cái chuyện đó, thì anh Phật tử này mới nói để tôi mời sư phụ tôi, sư phụ tôi hứa khả thì sư phụ tôi ra giúp cho anh cho cái này đó, rắc rối lắm. Thì anh Phật tử đó nói với thầy cái công chuyện nha, thầy hứa khả. Thầy chiều hôm đó thầy lên Sài Gòn, thầy ngủ ở nhà của Phật tử thầy đã, để sáng 6 giờ thầy ra sân bay, thầy đi Huế. Rồi Quảng Trị nó đem xe nó rước thầy. Hai thầy trò ngồi uống nước trà, ăn bánh, nói chuyện tới 11 giờ rưỡi mà chưa đi ngủ. Cái thầy coi đồng hồ khuya quá, thôi ngủ đi, sáng mình đi chứ ngủ. Thầy lên cái phòng của thầy có một mình thầy rồi. Thầy tắt cái đèn, còn cái đèn ngủ nhỏ nhỏ, thầy kéo cái chăn thầy đắp cái ngực lại, thì có cái tiếng gọi sư phụ ơi, gọi 3 lần gì vậy? Thầy mới để cái đải thầy kế bên, thầy mới nghi ngờ có cái chuyện gì đặc biệt, ai kêu mình mà trên này đâu có ai đâu. Thầy mò mò trong cái đải thầy thì không có cái chứng minh thư, thì sáng ra sân bay nó không có cho đi. Thầy mới gọi về nhà, thầy nói mấy chú mở phòng thầy đó, ở trong cái học bàn đó, lấy cái chứng minh thư thầy kẹp ở trong cái hộ chiếu đó. Thường thường thầy đi là cái hộ chiếu, cái chứng minh thư để chung đó, mang lên sân bay đó, 5 giờ có mặt, để 6 giờ thầy đi Huế. Thì thầy đi ra Huế xong rồi ra Quảng Trị. Thì công nhân đó là 360 người có mặt, bà mẹ đó với dòng họ anh em của cái chú chết đó cũng khoảng 30 người nữa, nó đầy hết bánh trái đồ làm hoành tráng lắm. Tưởng đâu thầy cúng cái gì, thầy nó khỏi. Thôi bây giờ dọn cái bàn Phật, giờ dọn cái bàn linh để kế bên, lấy cái hình của cái anh chết rồi để kế bên cái bàn Phật ở đây. Sôi chè đồ thì sắp để chung quanh đó. Bây giờ thầy đốt một bó nhang lớn này, mỗi một anh công nhân là một cây. Thầy cầm cái khánh, bây giờ thầy đi trước, thầy niệm Phật, mấy anh đi sau niệm Phật với thầy nha. Đi vòng cái xưởng máy đó 3 vòng, xong rồi ngồi xuống, ngồi xếp bằng hết vô đó hết. Bắt đầu thầy mới
niệm hương, thầy khai kinh, rồi thầy thuyết linh, thầy mới giảng có 7 phút, 8 phút gì đó, nhập vô cái dòng linh này, nhập vô cái người bạn đó. Kêu bà già nó mệt. Bà già tới đó 21 ngày trôi qua, mẹ khổ lắm. Mẹ nghi ngờ là anh em con chơi xấu hại con. Đâu có ai hại con đâu, con mặc cái áo khoác mà con lên cao, con bất cẩn, con không có kéo cái dây kéo, cho nên gió nó cuốn, cái máy nó cắt, chứ ai gì hại con đâu. Mẹ cứ nghi người người kia tội nghiệp. Thôi, bỏ cái ý tưởng đó đi, đừng có nghi tội nghiệp. Xong bà già xong rồi. Anh em công nhân trong cái xưởng máy cứ vô làm việc bình thường. Bữa nay sư phụ quy y cho mình theo sư phụ về chùa Hội Phước, không ở đây nữa. Ông giám đốc ổng ngoài kia ổng lại vô thầy, ổng bò ổng lại vô thầy, sư phụ ơi, cho 10 cây vàng ổng mừng. Nhờ cái dòng linh nó nhập vô mà nó phá tan hai cái nghi ngờ là anh em công nhân không dám vô cái xưởng máy này là một. Bà già bà nghi bạn nó hại nó là hai. Nhờ cái lời nói của cái dòng linh này nó xóa được hai cái đó. Ông mừng, ông nói là cho 10 cây vàng không có mừng nữa. Thôi xong ăn cơm rồi về. Về chùa thầy quy y cho chú đó. Rồi bây giờ thầy kể chuyện bên Mỹ quý vị nghe. Thấy ma trong bệnh viện. Chuyện này chuyện thiệt đó. Cái cô này là cái cô y tá Cẩm Vi, tên của cổ là người Việt Nam, mà cổ làm việc trong cái bệnh viện đó ở Arizona. Thì cái xe nó chở 4 đứa học trò gây tai nạn thì đem vô bệnh viện đó. Cái cậu thanh niên 17 tuổi người Việt Nam chết. Cái cô bạn của cái cậu học sinh này đó là hư hai con mắt, bị thương nặng lắm mà hư hai con mắt, nhưng mà không có chết. Thế là cái cô y tá này đó là cô mới chăm sóc là hai cái nạn nhân này. Thì cái người chết đó thì đưa vô nhà hoàng, còn cái cô này đó thì còn nằm lại bệnh viện cổ chăm sóc cái người này. Thì cổ mới tự động cổ ngồi là cổ thấy còn một cái bóng thanh niên ở đằng xa đi tới. Mà cổ có một cái nhận định là trong đây, trong cái phòng này, cái chỗ này là không có một người nào giảng lai sao có cái người tới. Thì cái bóng này lần lần cổ thì cổ nhìn thấy một cậu thanh niên, cô ơi, cô giúp giùm em. Cái tai nạn giao thông 4 người chết đó, trong cái xe đó còn một cái ví của em, mà trong cái ví đó có một cái vật quý nhất, cô giúp giùm em nha. Thì cô y tá này cổ nghe như vậy cổ không biết cái sự việc nó như thế nào, làm sao mà giúp. Nói như vậy nhưng mà không biết làm sao mà giúp. Thì sau đó ngày hôm sau thì ông cảnh sát ông mới tới, ông nói cái cô y tá đó là cái chiếc xe mà tai nạn giao thông 4 học sinh mà gặp nạn đó, bây giờ chiếc xe đó là đồn cảnh sát nó kéo về. Thì ông mới kiểm soát ở trong cái xe có một cái ví, mà trong cái ví đó có một cái giấy đặc biệt, đó là cái bằng lái xe. Mà ở cái góc cái bằng lái xe đó thì có cái chữ là hiến xác, có chữ hiến xác. Thì bây giờ đó ở trong bệnh viện này là cha mẹ của cái cô gái này đó là người, nếu ai mà tặng cho con mắt thì ghép vô cho con của mình thì có khả năng là sẽ thấy, ước ao cái chuyện đó. Nhưng mà động viên cái cha mẹ của cái cậu học sinh này là này, cha mẹ cậu học sinh này không bằng lòng, nói con tôi còn trẻ, nó chết bất đắc kỳ tử, đau khổ lắm, bây giờ mổ xẻ nó là vợ chồng tôi không bằng lòng, nghĩa là họ cương quyết họ không chọn.
Mà gia đình của cái cô gái này là tha thiết để xin cái cặp con mắt để ghép cho con mình, nhưng mà cha mẹ của cậu học sinh là không cho. Thế là bây giờ cái bằng lái xe đó thì cô ông cảnh sát đó đưa cho cái cô y tá này, cô y cá tá này mới đưa cho cha mẹ của cái cậu học sinh đó. Thì cha mẹ cậu học sinh nó bất ngờ là đọc cái chữ là hiến xác. Bên Mỹ nó cho 16 tuổi lái xe, cho nên cái cậu học sinh này 17 tuổi là có cái bằng. Mỹ nó 16 tuổi nó cho lái xe. Thì bây giờ cha mẹ của cái cậu học sinh này mà nói con tôi nó có cái nguyện đó thì vợ chồng tôi chấp nhận cho, không có cãi nữa, không có thắc mắc gì được hết. Thế là cha mẹ của cô gái kia mà nghe là cha mẹ của cái cậu học sinh này nhận được cái bằng lái xe, mà trong cái bằng lái xe đó có cái chữ là hiến xác, là cậu ta đã hiến xác rồi, cho nên bây giờ chấp thuận. Thì trong cái nội tạng của cái cậu học sinh này nè, ghép cho 5 người chứ không phải là hai cô gái, mà 5 người được sống hết. Cẩm Vy đó kể lại cái câu chuyện là thấy ma trong bệnh viện. Như vậy để quay về cái tình bạn thôi, là để cô này là người yêu của cái cậu này à, nhưng mà mới có là trung học, là chuẩn bị lên đại học, mà cái tai nạn đó là người con gái đó hư hai con mắt, mà cái người con trai này là chết à, thì cha mẹ của người con gái đó là ước ao là xin cái nội cái cặp con mắt nào để ghép vô cho con mình, nhưng mà cha mẹ của cái cậu học sinh đó là phản đối không bằng lòng. Theo mình nghĩ là tâm lý của mình chắc mình cũng không có cho đâu quý vị, đau khổ quá, con mình nó chết như vậy mà bây giờ mà mổ xẻ nữa rồi chắc cha mẹ không ai không bằng lòng. Đến khi mà cảnh sát đó, tức là cái tâm linh này nè, nó dẫn dắt cho ông cảnh sát đó lấy cái ví đó đưa cho cái bị cô gái này, là cái cô y tá này là gặp cái cậu thanh niên này rồi. Cậu thanh niên này hiện hồn đi ở trong bệnh viện cho cô y tá, cô Cẩm Vy này thấy rồi. Vậy cho nên là khi mà cái ví của ông cảnh sát này đưa cho cái cô y tá này, cô y tá này cậu mở ra, cậu thấy cái bằng lái xe này, cái hình của trong cái bằng lái xe đối với cái người chết này, cái xác chết này giống nhau. Bây giờ cả cái tập thể của bệnh viện đó, bác sĩ đó và bao nhiêu người đó, họ rất là trân trọng. Họ thấy rằng cái người bạn mà chết rồi, bây giờ phải cho cái cặp con mắt đó, mà chẳng những cái cặp con mắt không, còn tim gan phèo phổi nữa, lấy cái bộ phận của cái cậu học sinh này mà ghép cho 5 cái bệnh nhân ở trong cái bệnh viện đều sống được hết. Là quý vị thấy tâm linh. Câu chuyện thứ hai nữa là thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự. Cái chùa này là mua cái nhà thờ làm cái chùa rộng lớn, đất đai đồ nhiều lắm. Chiều Phật tử họ đưa thầy tới, thầy nói ủa sao thầy đi giảng mà đưa vô nhà thờ, không có cái mua cái nhà thờ, gửi cái thánh giá xuống đem chữ giảng lên, khiêng Chúa ra, khiêng Phật vô thành cái chùa, còn cái hình thức cái nhà nguyên cái nhà thờ thầy hết rồi. Ủa sao nên đi giảng vô nhà thờ giảng, mua cái nhà thờ làm cái chùa Như Lai Thiền Tự. Thầy giảng tới 9 giờ tối này mới xong cái buổi giảng đó, tối Chủ Nhật. Thì xuống xong rồi thì hai vợ chồng anh mới vô nói thưa thầy, thằng con trai con nó nhảy cầu nó chết này 3 năm, mà nó nhập vô cái đứa bạn học của nó đi chung với vợ chồng con đó. Nó nói thầy, vợ chồng con đến chùa này mời thỉnh thầy đến vớt nó lên, người ta đông lắm không cho nó lên. Thầy nói sao con biết thầy ở Việt Nam con qua, thì hỏi cái con nhỏ đi chung đó, sao con biết thầy Việt Nam qua mà con nói với gia đình đi trước đây. Sư phụ xuống cái đường New York con ra con đón mà. Ừ đó cười, sao cái đâu nó cũng biết hết trơn. Tức là thầy xuống phi trường New York thì cái tâm linh nó ra phi trường nó đón thầy. Cho nên lên tới cái bang này đó, nó mới nói là gia đình của cái chú chết này mà ghé chùa Như Lai Thiền Tự mời thầy đến vớt nó lên. Mà thầy từ New York mà thầy xuống cái dòng biển đó là 4-5 bang ra, đâu phải nó gần đâu, đi 4-5 bang rồi đó. Rồi xong thôi đi.
lên tới cái cầu đó 6 giờ giờ sáng. Trời đất ơi, nó lạnh quá trời quá đất lạnh rồi. Thấy mênh mông núi rừng không, thầy mới nói rồi đi rồi không có đem nhang đèn, không có hoa quả lễ vật kìa, sao ông tụng tụng kinh. Cái con nhỏ đó mới nói đâu có tụng gì, phụ niệm Phật cho con tên là Trần Văn Hùng 17 tuổi. Ừ thôi vậy cũng được, khỏi có lễ nghĩa vậy cũng được, thôi giờ niệm Phật nha. Bốn thầy trò niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tiếp Độ Hương Linh Trần Văn Hùng 17 tuổi. Thầy niệm có ba câu, nó vỗ tay về sư phụ, về thôi về. Thì trước khi đi đó thì ba mẹ của cái chú này nhờ Phật tử ở chùa Như Lai Thiền Tự đó nấu một mâm cụm chay để làm cái bàn linh, thầy về thăm lễ làm lễ an linh cho nó tại chùa này, thờ nó tại chùa thầy. Thì trước khi đi đó thì cái người vợ đó mới xuống với nhà bếp đó, nhờ Phật tử đưa tiền nhờ họ nấu mâm cơm chay. Thì thầy về tới nhà xuống, thầy Phật tử họ chạy ra họ nói sư phụ ơi, cái tâm linh nó nói về rồi. Thầy hỏi sao mấy cô biết, nó về nó dành nó bưng, nó không cho tụi con bưng. Trời ơi, thầy la cho nó một hồi, mày đi bằng cái tâm linh, mày nháy con mắt mày tới mày bắt tao đi hôm qua nay, tuổi già này mà đi một ngày một đêm mày biết cực khổ biết bao nhiêu. Sư phụ ơi đừng có la con, nó năn nỉ bu đừng có la con. Xong mày mặc áo thầy lên, thầy quy y cho nó làm lễ thờ tại chùa Như Lai Thiền Tự đường ở Mỹ, ở Úc là nữa nè, cây Úc cho nghe mêu bình. Bà Diệu Tịnh á, má bà chết, bà thiêu và gửi cốt ở chùa Hoa Nghiêm, rồi cái hình đem lên trên lầu thờ. Thì mỗi bữa bà trưa bà nấu cơm mà cúng má bà. Mà bà già hồi xưa đó là thích khổ qua hầm với canh canh bầu, cho nên bà cúng khổ qua hầm với canh bầu. Cái bữa đó bà mở cửa ra, bà thấy con chó ở ngoài cửa đó mà xương ướt, nó lạnh nó run, con chó phóc con nhực như bằng cái chén ăn cơm vậy, trắng tươi như bông gòn. Bà thấy tội nghiệp quá, bà muốn đem nó vô nhà, nhưng mà bà nhớ lại nhà bà đó, ông bố đó thì ghét chó mà ông chồng thì sợ chó. Vậy Tịnh bà nói chồng con mà thấy cái lông chó đó ói tới mật xanh đó thật, ghét lắm không có ưa. Ông bố thì ghét chó, ông chồng thì sợ chó, bây giờ con chó nó trước nhà mình, bây giờ nó rung lập cập làm sao. Tội nghiệp quá, thôi giấu đem nó vô bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, lấy cái máy sấy tóc đó sấy cho nó khô, tội nghiệp lắm. Dòm hai người kia của họ có nói gì không, không thấy ai nói gì hết, rồi để trong cái thùng giấy đó. Ngày thứ nhất ngày thứ nhì nó chạy ra, nó đi chơi, con chó thiệt chứ đâu phải con chó giả đâu, bỏ trong thùng giấu. Thì bà dòm bà coi bố với ông chồng đâu có phản ứng gì không, bà thấy không ai phản ứng gì, thôi cũng được. Bà chụp cái hình bà dán ở ngoài cửa đó to bằng cái mặt bàn này nè, ai có thất lạc con chó đến nhận, không ai nhận hết. Bà nói thầy ơi, chung quanh con là người Tây không à, không có người Việt, có nhà con người Việt à, mà chó nó đâu có ăn đồ của Việt Nam thầy, chó con Tây nó ăn đồ của Việt Nam, mà sao con chó này nó ăn canh bầu với khổ qua hầm. Thế đi, mà con chó này thầy nghĩ nó đâu đi xa được, nó vòng vòng mấy cái nhà này thôi, chứ nó đâu một hai cây số được. Thì mấy ông Tây nhà Tây ở cái gần đây nó mất chó, nó tới nó thấy cái hình ở ngoài đây, không ai nhận con chó về, mà ở đâu thì bà không biết. Đại khái vậy. Thì bữa đó bà nấu khổ qua hầm đem cúng cho bà già trên lầu á, bà bưng lên cái cầu thang cái nó chạy theo nó kéo chân bà lại. Thì bà mới nghĩ là nó mừng nó ngoắc đuôi, mà tại sao bữa nay nó ôm cái chân bà nó kéo lại, chắc nó đòi ăn. Ý trong bụng mới nghĩ vậy, bà trở xuống bà lấy cái dao bà cắt khoanh khổ qua hầm mà để vào cái thau, nó ăn hết, nó liếm mép mà nó trời nó ngon dữ lắm thầy ơi, thấy nó ăn ngon lắm, giống như má tôi vậy. Bà kể thầy nghe thấy ghê luôn. Mấy bữa sau nữa con nấu canh bầu nó cũng ôm chân nữa, còn để con đem con cuốn xong con xuống lấy cái giá, con múc một giá canh bầu con để vô cái thau, nó ăn hết nữa, cái cho ngồi con rung.
má mình hồi xưa còn sống thích khổ qua hầm với canh bầu, bây giờ con chó này ở đâu nó tới nhà mình mà nó ăn khổ qua hầm với canh bầu rồi, chắc má mình quá, chắc má mình quá. Bây giờ là bả sợ, 12 người thì không sợ. Bây giờ ông bố rồi ngủ với chó, mà ông chồng đi làm về đó thì bê con chó lên ngực đi vòng cái nhà rồi để xuống, mà bả thì sợ, còn hai người này hết sợ. Đổi lại rồi chuyện đặc biệt không à, bữa đó bà mấy lời bà nói với thầy, thầy ơi ông già con á ổng thích cái băng thầy giảng đó, mà ổng nói quy y với thầy chứ không quy y ai hết á. À, bây giờ con mới nói thầy ở Việt Nam sao quy y, bữa nay con nghe thầy qua con thưa với thầy quy y cho bố con, thầy nói thôi đem lại chùa đi, bố mắc cỡ lắm bố không có đi, bây giờ phải về nhà thôi, thôi đi về nhà. Bữa đó thầy về nhà quy y cho ổng, thì ổng mới rủ thêm 5 ông già nữa quy y, là 6 ông quy y xong rồi mới đãi một bữa cơm chay tại nhà đó. Thì ăn thầy ngồi ở đây, ổng ngồi bên kia, cái đầu một bàn dài vậy, thầy ngồi đầu bàn. Bà giờ tình bà tới bà nói nhỏ, ông bố con ổng xuống trước đó, giờ sư phụ theo dõi ông ngủ với chó. Thầy mới dồn thầy thấy cái giường của ổng, ổng có cái nôi, ổng ngoắc mắt con chó này nhảy lên cây nồi, ổng mới để cây nồi lên sát ổng, ổng nằm xuống kéo cái chân đắp lại ổng với con chó nằm trên giường ngủ luôn. Là chính con mắt thầy thấy đàng hoàng. Mà cái ông đó là ghét chó mà bây giờ là ngủ với chó, còn chồng của bà đi làm về rồi bê con chó lên ngực đi giáp cái vòng rồi để xuống này, hai người này bây giờ thương chó ngủ chó, còn bà Diệu Tinh bây giờ sợ chó, rồi nghĩ là má ăn canh bầu với khổ qua hầm. Xong rồi mấy người về hết rồi, thầy mới kêu bà Diệu Tịnh lại, thầy nói cái tư trang của bà đó lúc bà chết nó còn ở đâu có ai biết không. Bà Diệu Tịnh bà nói con biết má con còn còn vàng đó thầy, khi mà con lãnh má con qua đây đó má con đăng ký đem vàng theo, nhưng mà cất ở đâu không ai biết hết. Giờ con không biết mà bố con không biết, chồng con thì thôi người dưng nước lá không nói gì, con là con bố con, mà giờ hai người nó không biết, bây giờ không biết ở đâu. Má con bị đau tim, nhồi máu cơ tim, thì bác sĩ gia đình nó tới đây nó điện xe cứu thương cái bệnh viện ở khu vực này nó chở má con vô trong đó, rồi má con chết xong rồi con tụi con vô nhận xác đem về nhà hoàng, con không biết vậy. Má con không trố lại một lời nào hết. Thầy mới kể cho bà Diệu Tịnh nghe, hồi Đức Phật còn tại thế đó, ngày đến ngay nhà của ông cư sĩ đó, ngày đi quá duyên, nhưng mà ngày đến đó thì gia đình vợ chồng không có ở nhà, mấy đứa con nó ra nó chào à, thì con chó ở trong nhà nó ra nó sủa dữ lắm, nó sủa nồm, nó muốn cắn ngay lần, thì mấy đứa nhỏ nó la không có được, thì Đức Phật mới gọi tên ông nội của mấy đứa nhỏ đó, thì con chó nó cực cái đường nó chạy vô nhà nó làm thinh được nó. Khi mà người lớn về đó thì mấy đứa nhỏ nó thuật lại là Đức Phật đến nhà mình, con chó nó ra nó sủa mà tụi con la không có được, mà Phật kêu tên ông nội thì con chó nó cúp cái đuôi nó chạy vô, nó không có sủa nữa. Thì vợ chồng cư sĩ mới lên kỳ hoàng tinh xá mới lễ Phật, rồi mới đặt cái câu hỏi lý do tại sao ngày đến nhà con đây con chó nó ra nó sủa bình thường đấy, người lạ nó số bình thường, thì tại sao ngài gọi tên bố con mà con chó nó lầm thinh, nó gục đuôi nó chạy vô nhà, lý do tại sao? Đức Phật mới nói ông về ông làm theo sự hướng dẫn của Thế Tôn thì sẽ rõ cái việc đó. À, ông về ông mới làm một bữa ăn thịnh soạn, ông cho con chó nó ăn, nó ăn no xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Thì khi mà nó ngủ yên rồi đó thì anh cái người con trai nó mới vỗ cái lưng con chó nó, bố cái gia bảo, cái tài sản, cái gia bảo của cái dòng họ này nào là bố giữ, bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Thì bây giờ con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn cái gốc cây đó, nó hai cái chân nó bươi. Thì cái ông con này mới đào lên thì đồ đạc, cái gia bảo trong cái kiến họ này là chôn ở đó.
Thì ông cư sĩ này ông mới lấy cái đồ đó lên, ông mới lên ông mới đảnh lễ với Đức Phật. Bây giờ câu chuyện nó như vậy đó, ngài chỉ con để con làm đúng có kết quả. Con cho nó ăn xong rồi nó no, nó kiếm chỗ nó ngủ, để con chờ nó ngủ mê rồi còn là con vỗ lưng nó bố cái gia bảo, cái tài sản của cái dòng họ này bố giấu vô cất ở đâu, bố chỉ cho con. Thì con chó nó chạy ra ngoài gốc cây nó bươi, con đào lên là đúng. Thì bây giờ cái đó phải làm sao? Đức Phật mới nói bây giờ cái đó ông để lại một nửa, còn một nửa phải bố thí, phải cúng dường tam bảo để hồi hướng. À, vì ông tiếc của tham tiền mà không đi được, trở lại làm con chó để giữ cái của trong cái nhà đó. Thầy kể câu chuyện đó cho bà Diệu Tịnh nghe. Như vậy đó thì bà cất gia vàng bạc ở đâu mà bây giờ không ai biết hết, bây giờ bà trở lại để bà giữ cái này. Bà Diệu Tịnh bà nói tụi con đâu biết ở chỗ đâu mà lấy lên, phải tụi con biết lấy lên thì tụi con cũng làm như vậy đó, nhưng mà không biết ở đâu. Nhưng mà con biết là má con còn vàng, nhưng mà giấu ở đâu, chôn ở đâu thì không ai biết. Thì câu chuyện ở Mười Bình gần chùa Hoằng Pháp, cái năm đầu thầy qua đây đó, 2008 đó thầy qua đây đó, thì cái câu chuyện đó ở đó. Câu chuyện thứ hai nữa thầy kể Diệu Tịnh nghe là bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng này, cái câu chuyện nó như thế này. Cái bà này là có hai người con gái thì gả đi xa, còn cái cậu con trai đó bà cưng lắm. Người Hoa mà con trai nó cưng dữ lắm. Muốn cái gì được con ấy. Thế là nó theo cái bọn để đua xe nó chết đi, 19 tuổi nó chết đi. Bây giờ bà tuyệt vọng mà. Có đứa con trai để nó nói dòng dõi mà bây giờ nó chết. Bất đắc kỳ tử, bà khổ bà rầu bà khóc, cái đầu bà bạc trắng hết. Thì bữa đó ở trong cái khu phố đó họ tổ chức đi hành hương, mà họ thấy bà ở nhà khóc hoài, cứ thương con khóc hoài. Mấy bà mới cho bà một cái vé, bây giờ chị em tôi cho bà một cái vé, không có lấy tiền. Bà đi thập tự, bà đem cái tên của con bà đó đi gửi 10 cái chùa đặng đóng u minh cầu siêu cho nó. Bà mới nói thôi mấy bà ơi vui sướng gì, con tôi chết tôi đau khổ lắm không có đi. Thôi mấy bà đi đi. Mấy bà mới nói bây giờ bà khóc nó có sống được không? Nếu bà khóc mà nó sống thì cũng nên khóc. Nó không có sống. Nhưng mà bà đem cái tên nó về chùa để cầu siêu, siêu độ cho nó, nó được siêu thoát. Như vậy mới gọi là thương con, chứ không phải thương con ngồi mà khóc. Thì bà nghe vậy cái bà bắt đầu bà đi. Bà đi 8 cái chùa rồi, được 8 cái chùa rồi. Tới cái chùa này bà thấy giường tược cây trái rồi cửa nẻo đồ lớn quá. Cái bà mới lễ Phật xong bà hỏi cái thầy tri khách đó, thầy ơi cái chùa tôi thấy nhiều việc quá mà có ai giúp việc cho chùa không, chứ chùa làm gì hết. Thầy tri khách nói có, ở đây có một người họ giỏi lắm bà, giỏi lắm. Một người thôi mà cửa nẻo đồ họ quán xuyến đồ họ làm giỏi lắm. Tại ý của bà đó, bà nói thầy tri khách rằng cho bà gặp mặt cái người đó bởi bà cho tiền. Thầy tri khách bà kêu tiểu hổ. À, con chó làm sao nó chạy lên, nó thấy bà nó chống hai cái giò cái nó chảy nước mắt. Bà dòm con chó bà cũng chảy nước mắt, vì thằng con của bà ở nhà nó tên là Tiểu Hổ. Tại sao nó tên là Tiểu Hổ? Vì nó dữ quá, nó hung dữ quá, cho nên hàng xóm đặt nó là Tiểu Hổ. Thì con chó ở chùa này, ở dưới xóm, ở dưới phố ta lên cho mà nó dữ lắm, cho nên tăng chúng ở chùa đặt nó là Tiểu Hổ. Thì Tiểu Hổ ở nhà bà, Tiểu Hổ chùa gặp nhau hai người khóc. Thầy tri khách mới nói con bà đó con bà đó, chứ nếu không phải con bà thì không có cái thái độ này. Nó vừa gặp bà xong nó chống hai cái tay là nó chảy nước mắt, nó không sủa. Nó thường khi là nó sủa dữ lắm, bữa nay nó không sủa nữa. Bà thì nhìn con chó thì bà thấy Tiểu Hổ, nghe thầy tri khách Tiểu Hổ thì bà nhớ rồi con bà, hai mẹ con khóc. Thầy tri khách nói con bà thôi về ráng bố thí, tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu độ cho nó, chừng nào nó có cái bề chết thì tôi cho bà hai bà đem về bà chôn. Một tháng sau con chó nó chết.
Thì ở chùa mới điện thoại cho bà lên bà chở con chó nó về, bà đem bà thiêu và cầu siêu cho nó. Hai câu chuyện con chó đó thầy kể cho bà dự tịnh nghe, ở Đài Loan một chuyện mà ở bên Úc này một chuyện giống y như vậy. À, tôi hết giờ rồi, còn nửa sang năm kể tiếp. Ủa còn nhiều lắm nào hết. À, gì đâu có. Thầy quên kể cái chuyện thầy quảng pháp ở bên Âu Châu, thầy quy y cho con két với con chó, thầy kể quý vị nghe. Hôm đó thầy giảng ở chùa Linh Sơn ở Hà Lan, thì cái bà Phật tử này người Hải Phòng, bà nuôi con két mà nó nói tiếng người, với con chó mà con ngao của Tây Tạng lướng lắm, nó nằm mà cái bàn này lẫn. Bà để hai góc, con két bên đây, con chó bên đây. Thầy giảng xong rồi bà lên bà thưa với thầy, thầy quy y cho con két với con chó con. Thầy nói bây giờ thầy quy y cho con két trước nghe. Bà nói đó, đệ tử quy y Phật. Con két nó nói đệ tử quy y Phật, đệ tử quy y Pháp. Nói một lần thôi, hôm nay không nói được. Bà nói năn nỉ gì cũng không nói, một lần tôi lắc đầu. Thì thôi thì quy y cho con két, có quy Phật thôi. Bây giờ con ngao con chó nha, bà nói với con ngao thầy quy y cho nó nha. Đệ tử quy Phật. Wow. Nó không nói được nhưng mà nó nghe. Đệ tử quy Pháp nha. Wow. Đệ tử quy Tăng nha. Wow. Bây giờ đập pháp ra con minh. Wow. Wow. Cả cái đạo tràng nó cười quá trời cười luôn. Nó nghe. Quý vị thấy không? Con thú nó còn có Phật tánh. Chứ đâu phải nó Phật tánh nào, nó không tánh làm sao thầy quy y cho nó nghe được. Đặt pháp cho nó cũng nghe luôn. Minh wow, nó wow, nó đặt nó minh wow. A Di Đà Phật. 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 Thế thì hôm đó có một cái chuyến hoằng pháp mà tôi đắn đo thật là lâu mới trả lời được. Tức là tôi ở Đông Úc, cái tiểu bang New Bình tức là Đông Úc, mà Tây Úc là ở Phật đó. Họ điện thoại xuống họ mời tôi, họ nói thế này: sư phụ ơi, tụi con nghe sư phụ qua, tụi con nôn nóng lắm mời sư phụ lên này thuyết pháp, mà sư phụ không ừ là tụi con quỳ hoài. Tức là cầm cái điện thoại mà quỳ, mà hãy mà tôi ừ là mới đứng dậy, còn không ừ là quỳ hoài. Tôi nghe nó cũng động lòng quá, giờ ừ cho nó đứng dậy để nó quỳ hoài, nó chai cái đầu gối rồi sao. Khoan đã, bởi vì ngày mốt thầy về, mà ngày mơi đó là Đức Đạt Trai Đạt Ma nói chuyện tại đây, mà thầy mua vé rồi 120 đô đi nghe Đức Đạt Trai Đạt Ma thuyết pháp đó, mua 120 đô Úc rồi chứ không phải mở cửa đi vô đâu, mà 16.000 người, cái nhà hát đó 20.000, mà ngày thuyết giảng bữa đó là 16.000 người tham dự, mỗi người mua vé vô 120 đô. Đâu phải như mình mà xếp pháp vô không rồi đó. Bữa nào bán vé đi. Kiểu vậy thì nó ghê quá. Tăng ni thì bớt 50%. Giảm giá, còn mấy vị phải bán vé đi đó. Thế thì tôi mới nói rằng ngày mới đó là thầy phải đi nghe Đức Đạt Ma Đạt Ma nói chuyện, và mốt thầy về, mà bây giờ đi qua bên đó thì đi máy bay 5 tiếng, mà máy bay bên đó không phải bay như máy bay Việt Nam mình đâu, máy bay 2 tuần lâu, mà xuống sân bay nghĩa là 640 người chiếc máy bay đó, mà nó bay 1.500 cây số vậy, mà đi 5 tiếng từ Đông Úc đi Tây Úc đi 5 tiếng. Thế tôi xong rồi thì ra máy bay đi lên đó giảng xong về chào Phật. 10.000 cây số chi phí quảng pháp là 10.000 cây số, tức là năm từ đây qua đây 5.000, để qua đây 5.000 là 10.000, từ chỗ tôi ở rồi về Việt Nam là 8.000, và đi ra chuyến đó là 10.000, qua lại 20.000, khiếp xa quá rồi. Thế thì tôi lên đây có 18 người Phật tử à, đi 5.000 cây số giảng có 18 người Phật tử à. Trời ơi,
Tao tưởng nó lên đây cũng đông dữ lắm á, nghe nói quỳ hoài không đứng dậy. Lên đây đếm rõ ràng có 18 người mà 16 người hai đứa nữa. Phải là 16 người, 16 người lớn không để có hai đứa nữa. À, thế thì quý vị biết cái chiếu hoàng pháp đó rất là đặc biệt mà kết quả hết sức là kết quả. Là vì sau cái buổi giảng đó là có 4 người Hồi giáo đổi đạo tôi quy y tôi về thành công. 16 người và 4 người Hồi giáo đổi đạo quy y rồi mới về. Tức là mấy chú nói với tôi đó, lý do đó tụi con mới nói là sư phụ ừ chứ không có tụi con quỳ hoài là 4 ông Hồi giáo này quy y. Xong tôi truyền giới 4 ông Hồi giáo là tôi về. Như vậy là ngon, ngon lành. 18 người, 16 người mà 4 người Hồi giáo. Thế thì tôi không đổ 4 Hồi giáo này nó ôm miệng nó khủng bố này thẳng. Giết mấy ngàn người. Sát sanh nha, không được giết người nha. Ok, không có được sát sanh hay không giết người nha. Thế thì nó không quy y tôi thì 4 cái thằng Hồi giáo này nó ôm miệng nó đi khủng bố thì thẳng. Cho nên tôi về tôi nói vậy ngon lành. Cái cuộc hoàng pháp này có 18 người mà ngon lành. Và một cái chuyện lý thú nữa là cái nhà cái cô này hai vợ chồng là Phật tử thuận thành, có hai đứa con đứa trai đứa gái đậu bác sĩ hết. Mà cái thằng con trai lớn của cổ đó nó nói con cấm mẹ nha, mẹ không được nói con là tôn giáo gì. Nó cấm má, nó có tôn giáo gì mà ba má nó là Phật giáo, nhà thờ Phật con trai nghiêm lắm, mà nó cấm má nó là không cho nói nó là tôn giáo gì. Thế là tôi giảng nó trên lầu đó, ló ra nó nghe, nó ló tới nó dồn rồi cái nó con quy y cái mẹ, con quy y cái thầy đó đó. À thế thì sáng tôi phải lên trên nhà nó, tôi quy y cho nó là 10 giờ tôi ra sân bay là quy y cho cái thằng bác trên là mình ngộ hay gì nó ngộ. Hôm qua tôi xếp bác nó ngộ chứ nó nói má nó còn cấm má còn không mẹ được nói còn tù giáo gì, tức là nó đâu có chấp nhận tôn giáo. Nhưng mà nó ở trên đầu tôi giảng dưới, nó ngồi trên đầu nó nghe sao biết, nó còn quỳ với thầy đó. Má nó lật đật phải là gọi tôi sáng sớm 12 tay tôi lên tôi quỳ y cho nó rồi 10 giờ tôi mới ra sân bay. Vậy mày có kết quả. Còn cái chuyện mà hoàn pháp cho Phật tử thì cái bình thường, nhưng mấy cái chuyện đó đó là của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài không có chùa, Ngài không có đệ tử xuất gia, và chỗ của Ngài là niệm Phật đường chứ không có chùa, và tổ chức niệm Phật 24/24. Cái tổ chức Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Phật giáo Linh Sơn Thế Giới của Hòa Thượng Thích Quyền Viên. Tức là có hai cái chùa Linh Sơn, ở Niêu Bình một cái và ở Trích Bình một cái. Thì ở trên Trích Bình thì sư cô Trí Lưu trụ trì, còn ở dưới này thì một thầy, nhưng mà có cái cổng không thôi chứ còn cái chùa thì chưa cắt, cũng không có sinh hoạt. Tôi lên cái chùa Linh Sơn đó là tôi đi nấu cơm, tôi đi tụng kinh, tôi đi đóng chuông, tôi cũng thuyết pháp luôn, làm hết. Điệu cũng tôi, trụ trì cũng tôi, thường trụ cũng tôi. Sư cô đó thì khi sư cô đi ra chợ đi bán đồ chay xong không có ai hết. Đó là Giáo hội Linh Sơn Thế Giới. Cái Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới của Pháp Sư Giác Nhiên. Thì có một cái chùa ở Sydney của Sư Minh Hiếu rất lớn, chùa Lầu Đàng Hoàng, rộng rãi. Tôi có thuyết pháp ở đó một thời. Minh Hiếu thì có trình độ, và về các cái chùa đó tương đối là Phật tử cũng đông tại Sydney. Và ở trên Phật thì có một cái nhà để đức mua để làm cái tu viện nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì có một cái chú cư sĩ này, bữa đó tôi có ghé tôi thăm,
mà cái sư trẻ đó đi học Anh văn không có ở nhà, cho nên tôi không có nói chuyện nhiều. Thì có hai cái cơ sở là ở Sydney, một cái chùa là Pháp Vĩnh Vinh Đa Quang, là cơ sở lớn cũng bằng cái chùa Pháp thường này, có lầu đài đàng hoàng. Và ở Thợ thì có cái nhà nhỏ nhỏ mới mua, cũng mới lên đó để mà vận động cho nó, để là tu viện Vinh Đa Quang. Ở dưới này là Pháp Vĩnh Vinh Đa Quang. Thì có mấy sư cô khắc sĩ ở Sydney cũng có uy tín, tôi cũng đã đến mấy cái chùa nhỏ nhỏ của mấy sư cô khắc sĩ đó tụ tập pháp. Cái tổ chức Phật giáo tiếp theo đó là Giáo hội Phật giáo Tăng già thế giới của Hòa thượng Tâm Châu. Hòa thượng có một cái chùa từ quan duy nhất ở Úc. Tôi có đi ngang cái chùa đó nhưng mà sao quá tôi không có ghé. Ở trên cái đường liên bang, tức là cái ngoài từ cái tiểu bang này đi sang cái tiểu bang này, xe nó chạy dữ dằn lắm, trong ngoài cây số không, thì mấy anh em Phật tử chỉ xa xa đó, cái nóc đỏ đỏ đó là chùa Từ Quan của Hòa thượng Tâm Châu, một cái gì nhất không, cho nên cũng không có xin mời. Có vậy thôi. Thì chiều hôm đó thì cái anh Lệ Đạo quê ở Thủ Đức, cái đạo hữu này là cúng dường cho Hòa thượng quyết định cái tượng bằng sáp mà ở bên Thái nó đem về nó để ở giảng đường mà Hòa thượng ngồi bây giờ đó, là cũng 28.000 đô la, cái tượng nó 28.000 đô la Mỹ. Anh ấy qua bên niệm Phật đường Hoàng Pháp, anh mời tôi qua nhà anh dùng bữa cơm chay. Thì tôi cũng nghĩ là thôi thì Phật tử họ nghe mình qua họ mời ăn cơm thì về đó ăn cơm. Ở tới chừng tôi qua đó thì gặp hai vị hòa thượng ngồi đó, Hòa thượng Hộ Giác và Hòa thượng Tam Châu. Dạ, hai cái đồng gỗ nó nhứt ở bên Tị Nạn vậy thôi. Dạ, ở bên đó nó lạnh, nó nhứt cái này, nhứt lắm, chịu không nổi, đi qua Úc Tị Nạn. Cái có chuyện gì thì tôi gặp hai ngày tôi chào, ngày cũng hỏi thăm chuyện của Việt Nam, chùa Từ Quan tôi ở Vũng Tàu giờ sao. Tôi nói bạch hòa thượng thì cũng quý thầy đồ ở sinh hoạt cũng bình thường, hỏi tôi về rồi quý thầy có trả chùa tôi không. Tôi nói bạch hòa thượng về các cái chùa khác cái mắt gì trả. Giờ tăng đi ta ở sinh hoạt cũng bình thường, hòa thượng về các cái chùa khác tốt hơn mới hơn như vậy. Tôi ông cười à, gặp hai vị hòa thượng đó, hòa thượng Hậu Giác thì về Úc rồi, mà Úc vì cái tháng đó là mùa hè, tức là học sinh bên Úc đó là bắt đầu nghỉ là hai tây tháng 12 nghỉ hè. Thì ở ngoài đường phượng nó đổ đỏ, ở ngoài đường đó đi hai bên đường phượng nó đổ đỏ, cũng giống như mình là Phật Đản mùa hè thì đi đâu đường phượng nó đổ đó, nhưng mà Úc thì nó đổ vào tháng 12 thì học sinh nó nghỉ học. Cho nên rồi Hòa thượng Thiện Nghị cũng từ Canada về, có cái chùa Kim Cát ở Sức Bình đó, và thượng về đó rồi và thượng nghĩ nhất hai đầu gối. Tôi có ghé chùa Kim Cát đó giảng một thời để hòa thượng nhìn nhìn. Còn ngày hai vị hòa thượng đó thì về ở cái nhà của anh Lệ Đạo để nghỉ dưỡng nghỉ. Như vậy là bảy cái tổ chức Phật giáo. Nhưng mà hiện nay đó, hai cái tổ chức Phật giáo mà truyền bá chánh pháp được và hướng dẫn cho Phật tử tu học được là Phật Quang Sơn và Pháp Sơn Tịnh Không. Còn mấy cái tổ chức kia có vậy thôi. Còn cái truyền bá hay Phật giả là hướng dẫn cho Phật tử tu hành này kia khác nọ thì dường như không có cái gì gọi là ăn khách lắm. Mà hai cái tổ chức này thì, mà riêng của Pháp Sơn Tịnh Không thì răm răm hết cả nước Úc. Úc nó một châu Úc mà cái diện tích của cái châu Úc nó gấp 37.7 lần Việt Nam. Cái tiểu bang tôi ở đó gấp 3 lần đất nước Việt Nam, đem hết 84 triệu dân Việt Nam qua ở cái tiểu bang Ninh Bình là còn dư. Còn dư châu Úc luôn, có 30 triệu dân. Cho nên bây giờ đó chính phủ Úc mới là cho cái dân châu Phi nhập cư da đen đó, mà trời ơi cái dân đó nó làm biến ở dơ, nó cực kỳ ở dơ.
ai mà cho nó mướn nhà, nó ở, nó thắt cửa, nó dùng cái rừng. Ở rừng đủ em, nó dùng. Nó cũng bắt mệt chứ nó. Còn người Việt mình ấy, thì nếu mà cần kiệm, làm ăn chất phác bình thường thì ai cũng khá. Với điều kiện đừng đi chùa Tây. Bị biết chùa Tây này gì không? Casino. Vì ở đó cúng mà không có nhang đèn, ta gọi là chùa Tây. Cái quán bài là chùa. Quán bài là chùa. Casino. Mà cái casino nào đó mà cũng lộng lẫy hết quý vị. Họ có dẫn tôi vô đó chơi. Chứ cái kiểu này thì quý vị thấy không ai cầm tiền đánh. Bởi vì cầm đô la mà đánh họ ngán lắm. Nó vô nó đổi cục đỏ, cục vàng, cục xanh. Cục có mà đặt cái cục đó còn thôi. Tới thì nó tính rồi chết cha, khốn tiền đưa hết rồi. Mấy chục ngàn đô la đưa nó đưa mà không có đồng bạc. Họ khốn. Tôi dẫn vô đủ thứ chuyện trên đời đâu khác, đủ thứ chuyện. Kể giờ tới sáng chưa hết cái casino. Đó là mà cái Phật giáo mà truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho Phật tử tu hành được, như là có thể là cắm chân được ở Úc, đó là Phật Quang Sơn và cái pháp môn niệm Phật của Pháp Sư Tịnh Không. Ngài là chủ trương không cất chùa, Ngài không có Phật, không có đệ tử xuất gia, cư sĩ không, ở đâu có cư sĩ không, ăn uống rồi ở thì cái khác nó đầy đủ tiện nghi hết. Là của Ngài 100 hectare. Cái Amitabha đó của Pháp Sư Tịnh Không 100 hectare. Là chính phủ Úc mời đàng hoàng. Ngài đến đó họ giao đất cho Ngài. Ngài đang thì tôi nghĩ là chừng 5-7 năm nữa thì cái cơ sở đó sẽ rất quy mô. Và cái số lượng mà về đó tham gia để tu học, tôi thấy rằng khá quan cũng mừng. Cho nên tôi qua đó thì người ta mừng lắm. Nói chung họ mừng lắm. Tại vì họ biết tôi là niệm Phật, tu tịnh độ. Cho nên cái pháp môn tịnh độ bên đó bây giờ nó đang cái phong trào mà. Thế thì cái người mà lãnh tôi đó là đạo hữu Tâm Tịnh, là niệm Phật đường, là thường tịnh niệm Phật đường, là đệ tử của Pháp Sư Tịnh Tịnh Không. Anh này là một thầy giáo dạy toán rất là giỏi, hai vợ chồng đều giáo sư dạy toán hết. Bây giờ qua đó làm cái niệm Phật đường, thường tịnh niệm Phật đường, mời tôi giấy tờ tất cả là hai vợ chồng đã tâm tình. Và chiều nào thì tôi thấy cũng khoảng ba chục rồi đậu xe ở ngoài đó. Ôi bên đó là đi xe hơi không, đâu có xe ông đá đâu. Tôi giảng cái buổi giảng ở Niên Viện Thiện Hòa, tức là ni sư như có một ni sư Như Thanh đó, hai huynh đệ tu nha, rồi sau đó Như Thanh đi vượt biên rồi qua trên đó là cũng có cái chùa để là Ni Viện Thiện Hòa. Thì tôi ghé Ni Viện Thiện Hòa tôi giảng, tới trường tôi ra đó là hai bên chùa đó có cái đường phía giữa, cái đường đi đó mà xe con đậu một bên đó, một cây số bên đây, cây số bên đây, cây số xe hơi không có chuyến xe gắn máy này, bên đó đâu có đi xe gắn máy. Rồi cứ có khi thì hai vợ chồng đi niệm Phật, có khi thì chồng đi, cứ lái xe tới đó rồi vô đó rồi mở cái máy lên thì thắp hương, rồi mặc áo tràng tay rộng rồi màu đà đó, rồi chắp tay về niệm Phật theo cái máy, theo cái giọng của Pháp Sư đó. Rồi xong chuông nó đổ reng thì lại ngưng, rồi cái lái xe đi về. Chúa Nhật họ tập trung họ nấu nó cơm, họ ở lại mà nấu cơm. Thì tôi hướng dẫn cho họ là ngày Chủ nhật. Và tôi quy y được 160 Phật tử ở New Bình và ở Sydney, tức là ở cái niệm Phật đường của đạo hữu Tâm Tịnh đó, là quy y được một số Phật tử ở niệm Phật đường Hoằng Pháp của thầy Tâm Minh đó. Tôi quy y được số, tôi có được 160 Phật tử ở Úc, tức là mình cũng có đồng minh. Em bước qua đó mình ở cũng có cô ăn. Cho nên tôi mới nói là cái đạo Phật mình nó ngộ rồi. Bà con chồng họ không chức Phật gì hết. Mấy vị mà họ làm việc đó,
cái trong cái địa phương của họ, cái tỉnh của họ, cái huyện của họ đó nè, thì đi còn có cơm ăn, thì qua cái địa khác đâu có cơm ăn. Còn mình tu tế độ A Di Đà Phật thì có cơm ăn. Thứ bảy chủ nhật khoảng 2.000 người. Thứ bảy chủ nhật 2.000. Còn bình thường thì 7 người, 5 người, 20 người, 15 người gì, tức là trong cái niệm Phật đường của Ngài lúc nào cũng có tín niệm Phật hết. Và cơm nấu cũng nấu hoài 24 trên 24. Ăn thì ăn đồ tàu không? Thức ăn là ăn đồ tàu. Nghĩa là có chỗ ngủ, có chỗ ăn, rồi có áo tràng. Áo tràng bên đó nó may áo tràng theo Pháp Sư Tịnh Không là tay rộng hoặc màu đen đó. Chắc cái chùa này đó, ba cái chùa này chắc áo tràng. Vô đó là mặc xong rồi đem về luôn. Thế đâu có trả. Còn kinh sách, còn tượng Phật, rồi văn từ thì kia khác nó ôi sao không đem xe hàng tới chở chứ đừng nó xách tay nó mất công xách tay lấy xe hàng tới chở mà họ quan hệ dữ lắm chứ không phải mình mà ăn tấm kiểu đó cái mặt nhăn nhăn đâu. Họ quan hệ lắm, cho họ quan hệ lắm. Là vì sao cái bà đệ tử của Pháp Sư ở Tân Nha Ba đó chết giao cái tài sản cho bà trên 2 tỷ đô la và để cái tiền lời đó để ấn tống, cho nên đồ đạc bên Tân Gia Ba chở qua cho Amitabha này là ấn tống quá trời. Như vậy tức là hai cái tổ chức của Phật Quang Sơn và của Pháp Sư Tịnh Không thì hai cái này nó đối chọi, cái này là 50 đô, ăn cũng 50 đô, tụng kinh cũng 50 đô, thuyết pháp cũng 50 đô, còn bên Pháp Sư Tịnh Không là không ngồi lắm. Không hết à, và Pháp Sư viết ở ngoài cửa đó là cái câu là pháp để là tịnh không không làm chính trị. Thế là tôi đi xin giáo pháp và xin ở đâu, cái đó mới lạ đó, không có chùa nào mời hết mà tôi đi xin pháp. Tức là ở bên Úc hiện nay đó là cái phong trào niệm Phật rần rộ như trăm hoa đua luôn nè, cho nên á họ mới lập một cái hội niệm Phật nên nó dễ lắm, 4 người xin lập hội Phật vậy thôi chứ có gì. Nhưng mà các chùa khó vô cùng, khó lắm, các chùa khó lắm, nhưng mà lập cái hội đó hội gì cũng được hết à, lập cái hội niệm Phật thì nhà của đạo hữu đó mới sắp xếp là một cái niệm Phật đường về ngang khoảng 6 thước, về dài 8 thước, rồi anh em đi làm 4 giờ về tắm rửa lái xe tới niệm Phật 1 tiếng đồng hồ về, không có giáo hội nào. Tôi đi tới chỗ đó tôi xin Phật thì mỗi chỗ thì khoảng 20, 30, 50 là cao nhất mà nhiều lắm, nghĩa là lâm răng chỗ này mời chỗ kia rước có trên túi túi chuyện hết mà tới mấy cái chỗ đó Phật. Cái chỗ niệm Phật á, chứ còn ngoài chùa nào tôi cũng không ở đây. Người ta không mời mà lấy gì đó. Hữu thỉnh hữu lai thì vô thỉnh bắt đáo cho người ta tới người ta nghĩ mình thuyết pháp nè. Pháp đâu có ế như vậy. Đó nè, pháp của Phật ngon là chứ đâu có ế đâu. Cho nên ai mời mình tới không mời thôi. Cho nên Phật tử họ mời dữ dằn. Dữ dằn. Thôi hết giờ. Chiều nay vui quá ha. Chứ tôi thấy chiều nay mà lâu thôi là mệt lắm, là nắng nóng như lắm. Đi chiều hồi sáng tôi giảng hôm kia rồi chiều tôi về tôi mệt.